Thưa quý khán giả, đợt này Cục Hậu cần Quân khu 9 đã cử 3 tàu, gồm một tàu 200 tấn và hai tàu 60 tấn để cấp nước ngọt cho bà con nhân dân ở tỉnh Cà Mau. Tại lễ xuất quân, lãnh đạo Cục Hậu cần và Lữ đoàn 659 đã quán triệt đến tất cả các chiến sĩ làm nhiệm vụ lần này. Quyết tâm cao nhất là hỗ trợ kịp thời nước sinh hoạt cho bà con ở ba huyện Trần Văn Thời, Thới Bình và U Minh. Lữ đoàn vận tải 659 đã chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, phương tiện, trang bị, cơ sở vật chất để phục vụ tốt nhất cho chuyến công tác đầy nghĩa tình. Nước sẽ được lấy tại nhà máy nước sạch để đảm bảo an toàn chất lượng. Hai tàu nhỏ di chuyển vào các địa bàn xa nhất để cung cấp nước cho bà con. Thời gian thực hiện đợt cấp nước lần này đến ngày 12 tháng 4. Mùa khô năm nay kéo dài, làm nhiều sông rạch bị khô kiệt, nước mặn lại xâm nhập sâu, nên gây thiếu nước sinh hoạt cho hàng chục ngàn bà con ở vùng bán đảo Cà Mau. Bên cạnh những nỗ lực của địa phương, việc hỗ trợ của quân khu 9 là rất kịp thời, giúp bà con phần nào giảm đi những khó khăn trong cuộc sống.